Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu. Năm ngày một cái khóa thiền cầu khả năng nghe tái chuyên trì tụng. Nguyện tỏa Như Lai nghị nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh nhập Lăng Già quyển chính phẩm 18 tổng trì phần 1. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng kệ muốn nói lại ý nghĩa lấy sâu xa của cái kinh. Như cầm thú mê hoặc, vào mùa hè tái nóng, các cầm thú ưa nước, sống nước không thật có. Cũng vậy chủng tự thức, thấy các cảnh giới động, các chúng sinh ngu si như mắt nhậm thấy Phật, suy đi rồi nghĩ lại, sẽ lìa sự tư duy, thấy thật đế phân biệt, hiểu rõ đắc giải thoát. Các pháp chẳng kiên cố, hư vọng phân biệt sinh, hư vọng phân biệt không, nương kia không phân biệt. Nằm ấm thức các pháp như bóng cây trong nước, như huyễn mộng vân vân, trong thức chớ phân biệt. Huyễn khởi cơ quan ảo, mộng điện chớp mây bay, dứt ba pháp tương tục, chúng sinh đắc giải thoát. Đưa các pháp tài niệm, do đó có thức sinh, tám chín vô số thức, cũng như sống trong nước, nương pháp huân chủng tử, kiên cố thường buộc thân, tâm lưu chuyển cảnh giới, như nam châm hết sắc. Nương tựa các chúng sinh, thật tánh lìa hiểu biết, sẽ lìa các việc làm, lìa pháp hiểu và biết. Hành tam muội như huyễn, suốt các hành thập địa, ông quán tâm và pháp, lìa tâm cảnh thức tướng. Thời biết tâm thường chuyển, tức thường trụ bất biến. Ở cung điện liên hoa, tướng cảnh giới như huyễn, trụ thắng xứ kia rồi, đắc các hành tự tại. Như ma ni hiện sắc, làm việc độ chúng sinh, không hữu vi vô vi, trừ các tâm phân biệt. Người ngu do cố chấp, như thạch nữ mong con, tịch tỉnh và vô sinh, năm ấm nhập tương tục, nhân chuyên các cảnh giới, không có và chẳng có. Ta nói các phương tiện, thật tướng không như vậy, người ngu chấp thật có, không có tướng năng sở. Ta hiểu hết các pháp mà không hề hiểu biết, ta quán tất cả pháp mà không quán tất cả. Ta có trí nhất thiết mà không nhất thiết trí, người ngu do phân biệt tự nói là thể trí. Ta chưa từng giác ngộ, chưa giác ngộ chúng sinh, các pháp chỉ nhất tâm, các ấm như hoa đốm, các tướng rốt cuộc không, nơi nào có phân biệt. Vật mới sinh vốn không, trong các duyên cũng không, hoa đốm con tượng đá, nếu biết được hữu vi, mấy giờ kiến sợ kiến, thấy pháp mê tất trụ. Ta không vào niết bàn, không diệt các nghiệp tướng, diệt các thức phân biệt, đó ta vào niết bàn. Chẳng diệt các pháp tướng, người ngu vọng phân biệt, như nước mỏng cạn kiệt, bây giờ sống không sinh. Như các thức diệt mất không sinh lại, không và không thức tướng, như huyễn vốn không sinh, có không lìa có không. Các pháp này như mộng, ta nói một thật pháp, lìa xa các giác quán. Ví dụ cõi thánh nhân, lìa hai pháp thể tướng, thế như thấy lửa đom đóm, tướng lửa ấy không thật. Thế gian thấy bốn đại, tướng ấy cũng như vậy, như nương, cỏ, cây, đá, hiện bày các tướng huyễn. Huyễn kia không thật tướng, tệ các pháp cũng vậy, chấp giữ không chấp giữ, không buộc không giải thoát. Như huyễn như sóng nắng, như mộng mắt nhậm thấy. Nếu thật thấy như vậy, lìa các sự phân biệt, tức trụ định như thật, ngã kiến kia không suy, trong ấy không tâm thức, như sóng nắng hư không. Như vậy biết các pháp mà không biết một pháp, lìa các duyên có không, nên các pháp không sinh. Ba cõi tâm mê hoặc, cho nên hiện các loại mộng và pháp thế gian. Hai pháp này bình đẳng, sở và tư kiến sinh, các xúc cùng với lượng. Thân thế gian vô thường, tất cả sắc cũng vậy. Bậc thánh trong cõi đời nói mọi việc như thế. Chúng sinh trong ba cõi tâm mê thấy hai thời, trí thế gian phân biệt, thật pháp không như vậy. Thấy thế gian như thế, hay xa lìa sinh tử, sinh cùng với không sinh. Người ngu mê hoặc thấy không sinh và không diệt, người tu trí tuệ thấy cảnh giới sắc cứu cánh, xa lìa các ác hạnh, thường hành không phân biệt, lìa pháp tâm tâm sở, đắc lực thông tự tại, đến chỗ các tam muội, nơi đây thành chánh giác, trong ấy thành hóa Phật. Các pháp không sinh diệt, các pháp thể như vậy, ức hóa vô lượng ức, thể kia trong xuất thế,
Người ngô nghe Phật pháp như tiếng vang không nghỉ, xa lìa đầu giữa sau, lìa pháp có và không, biến bất động thanh tịnh, không các tướng hiện tướng, thức tánh che pháp thân, tất cả thân trong hữu, mê hoặc là huyễn có, huyễn chẳng do mê hoặc, tâm không mê hoặc pháp cũng chẳng phải có không. Tâm nương hai pháp buộc, thức ai lại gia sinh, nhân tâm thấy như vậy, ngã pháp như nước chảy, quá thế gian như thế, bây giờ chuyện các tâm mới là ngã chân thật, thành tựu thật pháp hành. Nóng ấm và kiên động, người ngu phân biệt pháp, chẳng thật chuyên nghĩ có, không năng tướng sở tướng, tam thức và một thân, hình tướng và các căn. Người ngu phân biệt sắc, lưới mê hoặc nhân thân, các nhân duyên hòa hợp, người ngu do phân biệt, không biết pháp như vậy, luân chuyển trong ba cõi, các pháp và ngôn ngữ, lìa là chúng sinh phân biệt, mà các pháp là không, như huyễn mộng vân vân. Quán các pháp như vậy, không trụ thế niết bàn, vô số chủng tự tâm, hiện thấy cảnh giới tâm, sở kiến phân biệt sinh, người ngu ưa hai pháp, do minh ái và hành là nhân tâm tâm pháp, nương tha lực pháp sinh, nên nói pháp tha lực, nương pháp rồi phân biệt, tâm mê hoặc cảnh giới, nên không thành phân biệt, mê hoặc phân biệt hay sai. Tâm vì duyên trói buộc, cho nên sinh các thân, nếu lìa các nhân duyên, ta nói không thấy pháp, lìa các pháp nhân duyên, lìa nơi các pháp tướng, không trụ trong các pháp, ta nói không thấy cảnh, như vua trưởng giả thảy, dùng các loại cầm thú. Hồi tổ trong đồng trống, chỉ đã dạy các con, ta nói các pháp tướng, như gương soi hình ảnh, nội thân trí vì con, nói về pháp thật tế, như biển cả nổi sóng, do từ gió sinh ra. Hiện tại hay biến đổi, mà không có đoạn tuyệt, thức a lại gia thường, nương gió cảnh nhớ sinh, vô số sống thức nước, nước thức, biến chuyển sinh không dứt, tướng năng thủ sở thủ, chúng sinh thấy như vậy, không các tướng sở kiến, không đạo thấy như vậy, bạn thức a lại gia, cùng với ý thức, lìa năng thủ sở thủ, ta nói tướng như vậy, năng ấm vốn vô ngã, và không nhân, chúng sinh, sinh tức các thức sinh, diệt tức các thức diệt. Như trong tranh cao thấp, sở kiến không như vậy, như thấy các vật thể, tướng thấy không như vậy, như thành càng thác bà, cầm thú khác thích nước. Như vậy kiến sở kiến, trí quán không như vậy, lìa sở lượng và tưởng, không nhân chẳng phải quả, lìa năng giác, lìa năng kiến sở kiến, đường ấm nhân duyên hiểu, không nhân kiến sở kiến, nếu không kiến sở kiến, tại sao tu pháp ấy? Nhân duyên nhân thí dụ, lập ý và nhân duyên, mộng thành càng tác bà, sóng nắng và trời trăng, dụ ánh sáng đều huyễn, ngang các pháp sinh, như mộng huyễn mê hoặc, không phân biệt chúng sinh, không nương vào ba cõi, trong ngoài cũng đều không, thấy các cảnh không sinh, mới đắc vô sinh nhẫn, đắc tam muội như huyễn, cùng với thân như ý, thần thông và tự tại, cả thể tâm pháp lực. Các pháp vốn không sinh, không không pháp thể tướng, người kia mê không biết, tùy nhân duyên sinh diệt. Như người ngu phân biệt, tâm thấy nơi tự tâm, thấy các tướng bên ngoài, ta không thể thấy pháp, thấy tướng xương tượng Phật và các đại liệt tan, tâm giác ngộ hay biết ở trong tướng thế gian, do duyên thân hiện hữu, chấp giữ ba loại cảnh, cảnh giới thức, thủ thức, ý thức phân biệt ba. Phân biệt sợ phân biệt, nên có từ cảnh giới, không thể thấy thật pháp, mê lầm kia không thấy. Các pháp không tự thể, người trí khéo nhận biết, các hành mới chấm dứt, trụ ở chỗ vô tướng. Như dùng mực vẽ gà, ngu chấp gà của ta, phàm phu ngu si chấp, ba thừa đồng là một. Không có các thanh văn, cũng không biết chi Phật, đã thấy sắc thanh văn và thấy cho Như Lai. Các Bồ Tát Đại Bi thể hiện hóa thân ấy, ba cõi chỉ là tâm, lìa hai loại thể tướng, chỉ biến các tướng kia, đó tức là chân như. Hành tướng pháp và nhân, ánh sáng mặt trời trăng, các mani cho báu, không phân biệt các việc, Phật pháp cũng như vậy, như bệnh thái hoa đốm. Do đó sinh phân biệt, ngu si hư vọng chấp, lìa nơi sinh trụ diệt,
lìa thường và vô thường, bỏ sở kiến nhiễm tịnh, như hoa đốm trong không, như người lấy cỏ thuốc, thấy cái cỏ trên đất, tất cả như sắc vàng, người ấy không có vàng. Như vậy người ngu si, vô thủy tâm nhiễm pháp, song đáng huyễn tưởng có, người ngu chấp là thật, một loại và không loại, biện cả một chủng tử, còn vô lượng chủng tử, người quán chủng tử tâm. Một chủng tử thanh tịnh chuyển sang không chủng tử, bình đẳng không phân biệt, khởi tức là sinh tử, hay sinh các chủng tử, cho nên nói chủng tử, nhân duyên không sinh pháp, nhân duyên không diệt pháp. Sinh pháp chỉ nhân duyên, tâm phân biệt như vậy, ba cõi chỉ giả danh, thật không sự pháp thể. Người hiểu nhầm phân biệt, chấp giả danh là thật, quán thực thể các pháp, ta không ngăn mê hoặc. Thực thể không sinh pháp, quán vậy đắc giải thoát, ta không thấy huyễn không, nói các pháp là có. Chuyển biến nhanh như chớp, cho nên nói như huyễn. Chẳng bản sinh thủy sinh, các nhân duyên không thể, không có xứ và thể, chỉ có nơi ngôn ngữ, không ngăn duyên sinh diệt, không chặn duyên hòa hợp, ngăn các ngu si thấy, phân biệt nhân duyên sinh. Ta không thể thức thể pháp, không sự và bản thức. Người ngu sinh phân biệt, như thế chết nhận biết, ba cõi chỉ là tâm, các Phật tử thường thấy, tức đắc các loại thân, lìa các pháp hữu vi, đắc thần thông tự tại, và cùng pháp tương ưng. Hiện bày tất cả sắc, tâm pháp sinh như vậy, mà không tâm và sắc, vô thủy tâm mê hoặc. Bây giờ người tu hành, được thấy nơi vô tướng, trong trí tuệ quán sát, không thấy các chúng sinh, giả gọi tướng và sự, ý chấp các pháp động, con, các con tai mê lầm, không phân biệt tu hành, thành càng thác bà, huyễn, hoa đốm và sóng nắng, không thật mà thấy thật, là các pháp như vậy, như tâm thấy các pháp, thể tướng không như vậy, tất cả pháp không sinh, chỉ thấy pháp mê hoặc, không đường mê phân biệt, để trụ nơi hai pháp, lúc đầu thức phân biệt, các thứ chủng tự sống, thức như nước tuôn chảy, đoạn nó tức không sinh, tất cả pháp quán niệm, hoặc chỉ trong tâm sinh, như hư không trong tường, tại sao mà không sinh, nếu có chút quán tướng, tâm tức từ duyên sinh, nếu theo nhân duyên sinh, không được nói duy tâm, tâm chấp lấy tự tâm, không pháp cũng không chuyên, thể tâm pháp thanh tịnh, trong hư không chẳng có, hư vọng chấp tâm mình, cho nên tâm hiện sinh, ngoài pháp không thể thấy, cho nên nói duy tâm, bản thức chỉ là tâm, ý hay niệm cảnh giới, hay giết các cảnh giới nên ta nói duy tâm. Tâm pháp thường vô ký, ý chấp tướng có không, chấp hiện pháp là thức, đó là thiện bất thiện, lìa hai loại thức tướng, là đệ nhất nghĩa đế. Nói ba thừa sai khác, tịch tỉnh không phải tướng. Nếu tâm trụ tịch tỉnh liền đến nơi Phật địa. Đây quá khứ Phật nói, hiện vị lai cũng vậy. 1-7 tâm địa, tịch tỉnh địa thứ 8, địa thứ 2 hành xứ, địa kia là ngã pháp. Nội thân mình thanh tịnh là ở địa tự tại, chỗ cứu cánh tự tại, hiện cõi sắc cứu cánh. Ví như ngọn lửa cháy thì bắt ra ánh sáng, các loại tâm đáng ưa, hóa tạo nơi ba cõi, hoặc có sinh có hóa, mà hóa tạo ba cõi, nơi kia nói các pháp là ở địa tự tại, các địa không thời tiết, cõi nước chuyển cũng vậy, dược các pháp tâm địa là trụ quả tịch tỉnh, thật không mà gọi có, nên thấy đủ các loại người ngu điên đảo chấp, các thứ điên đảo này, như trí vô phân biệt, có việc bất tương ưng, tâm không trụ các sắc, cho nên không phân biệt các thiền và vô lượng, cùng tâm muội vô sắc, diệt hết thảy các tướng. Cho nên trong tâm không, pháp quả tu đà hoàng, tư đà, a na hàm và quả a na hán, tất cả tâm mê hoặc, sắc na không vô thường, ngu phân biệt hữu vi, thí dụ song chủng tử, phân biệt nghĩa sắc na không phân biệt, lìa các pháp tạng tác, tất cả pháp không sinh. Ta nói nghĩa sát na, nói có, không và sinh. Pháp tăng, thầy vọng nói, tất cả pháp vô ký. Cũng là người kia nói, có 4 cách thuyết pháp. Đáp bằng cách hỏi lại, đáp phân biệt, sai biệt, im lặng, ngăn ngoại đạo. Thế đế tất cả có.
không có đệ nhất nghĩa. Mà thật tướng vô tướng là đệ nhất nghĩa đấy. Thế nơi pháp hư vọng cho nên nói thế đấy. Do nơi ngôn ngữ sinh, thật thể không như vậy, không sự có ngôn ngữ, trong thế đế thật không, tức là sự điên đảo, sở kiến cũng là không. Nếu có sự điên đảo, tịch tịnh rốt cuộc không. Nếu nói sự điên đảo, cũng thấy các pháp sinh, cuối cùng định là không, tức là không thể tướng, đủ các loại sở kiến, huân tập phiền não sinh, tâm mê thấy bên ngoài, liền chấp cảnh trước mắt. Phân biệt không phân biệt thật tướng pháp không này, các tướng như bóng huyễn, như cây lá bằng vàng, người thấy người được thấy, tâm do minh huân tập, thánh nhân không thấy mê, cũng không hề thấy thật. Mê hoặc tức là thật, thấy thật tức trung đạo. Xe lìa các mê hoặc, nếu hay sinh các tưởng, đó tức là mê hoặc. Như mùa lòa không sáng, mắt nhầm thấy hoa đốm, nương mê chấp các pháp, ở trong các cảnh giới, ngu si chấp pháp này, các pháp như hoa đốm, sóng nắng nước mê hoặc. Ba cõi như mộng huyễn, tu hành đắc giải thoát, phân biệt, bị phân biệt, hay sinh với phân biệt, buộc, trói buộc và nhân, sáu loại nhân giải thoát. Không có địa các đế, không cõi nước hóa thân, thanh văn biết chư Phật, chỉ là tông phân biệt, thân thể và năm ấm, các duyên và bụi trần, người thù thắng tự tại, chỉ là tông phân biệt. Tâm biết khắp mọi nơi, cùng khắp đều là tâm, do tâm không biết xét, tâm tánh không các tướng, trong năm ấm không ngã, trong ngã không năm ấm, phân biệt không phải pháp, mà pháp kia chẳng không. Như ngôi si phân biệt, có tất cả các pháp, như vậy thấy thật có, tất cả đều thấy thật. Tất cả pháp nếu không, không nhiễm cũng không tịnh, ngôi si thấy như thế. Pháp kia không như vậy, ngôi si phân biệt tướng là tha lực phân biệt, tướng kia đã có danh, danh này phân biệt tướng, danh tướng là phân biệt, nhân duyên, sự hợp, hòa hợp. Nếu không sinh tâm kia là tướng đệ nhất nghĩa, thật thể báo thân Phật và hóa thân của Phật, chúng sinh và Bồ Tát khắp mười phương cõi nước, tập khí pháp hóa Phật, cùng với tạo hóa Phật, tất cả đều xuất hiện từ cõi Phật Di Đà. Ứng hóa để thuyết pháp, báo thân Phật thuyết pháp, giảng rộng về khéo kinh, người nên biết mật ý. Nếu có Phật tự nói giống như chư Cha Lai, đều là hóa Phật nói, chẳng phải người thuần thục. Các pháp này không sinh, mà pháp ấy chẳng không. Thành huyễn càng thất bà, giống như mộng ảo hóa, các thứ tùy tâm chuyển. Chỉ tâm chẳng pháp khác, tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Chúng sinh vọng phân biệt, không vật mà thấy vật, vô nghĩa chỉ là không, không phân biệt giải thoát. Xa xưa thường hỷ luận, nương dựa nơi phiền não, các phân biệt huân tập cho nên tà kiến sinh. Thức không phân biệt nghĩa là cảnh trí chân như, chuyển kia là tịch tỉnh, là cảnh giới các thánh. Quán sát nghĩa tư duy các phàm phu, tư duy niệm chân như, tư duy chư Phật tịnh. Phân biệt thể các pháp, tất cả pháp không sinh, đưa nhân duyên tha lực chúng sinh mê phân biệt. Tha lực nếu thanh tịnh, lìa phân biệt tương ưng, chuyện kia tức chân như, lìa phân biệt hành ấy. Chớ phân biệt, phân biệt, phân biệt là không thật. Pháp phân biệt mê vọng, chấp sở chấp không dứt. Thế ngoại cảnh phân biệt thực thể ấy. Tâm phân biệt, pháp kia do duyên sinh. Tại kiến thế ngoài nghĩa, không nghĩa chính là tâm, quán suy xét tương ưng hay diệt chấp sở chấp. Không có các ngoại cảnh, ngu si vọng phân biệt, tâm huân tập tăng trưởng, tự như sinh các pháp. Diệt hai loại phân biệt, cảnh giới trí chân như, sinh nơi vô pháp tướng, cảnh thánh không tư nghị, danh tướng và phân biệt, thật thể hai loại tướng, chánh trí và chân như, thành tựu thật thể này. Nương cha mẹ hòa hợp, công thức a lại gia, như bình sữa chuột thảy, cùng tháng ngày tăng trưởng, như thay chớ sình thối, bất định chảy tràn ra, bốn đại nghiệp phong tăng, như các quả chín mùi, năm và năm lăm thứ, và chín lộ bài tiếp, các móng lông che đậy, như vậy tăng trưởng sinh.
như trùng sinh trong phẫn, như người thức trong mộng, mắt thấy sắc khởi niệm, phân biệt tăng trưởng sinh, phân biệt và chuyên nghĩ, đoạn răng môi hòa hợp, miệng nói mới nói ngôn ngữ, như anh vũ có tiếng, các ngoại đạo nói định, đại thừa không bất định, nương định tâm chúng sinh, tà kiến không thể gần, nội chấn trí thừa ta, mới hiểu không cảnh giới. Sau khi Phật diệt độ, ai trì là nói pháp. Như Lai diệt độ rồi, vị Lai sẽ có người. Này đại tuệ, ông lắng nghe, có người đem pháp ta về nước lớn phương Nam, có đại đức Tỳ Kheo, tên Bồ Tát Long Thọ, phá chấp có chấp không. Vì người nói pháp ta, pháp đại thừa vô thượng, chứng đắc địa hoan hỷ, sinh về nước an lạc, trí tuệ quán sát pháp, không thấy thật thể pháp, cho nên chẳng thể nói, và cũng nói không thể. Nếu nhân duyên sinh pháp, không được nói có không. Trong nhân duyên có vật, ngu phân biệt có không. Ta kiến hai tà pháp, ta biết lìa pháp ta, danh tự tất cả pháp, vô lượng kiếp thường học, đã học lại càng học, mê cùng nhau phân biệt. Nếu không nói các danh, thế gian nhiều mê hoặc, cho nên nói danh tự, vì trường nghiệp mê hoặc. Nương ba loại phân biệt, ngu si phân biệt pháp, nương danh mê phân biệt, cùng nhân duyên thường sinh, tự tánh như hư không, pháp không thể là thể, tướng phân biệt tức thể, ảnh tượng và huyễn mộng, sóng nắng và âm vang, vàng vòng sáng càng tắc bạc, các pháp như vậy sinh, chân như không, không hai. Thực tế và pháp thể, ta nói không phân biệt, thành tựu pháp tướng kia, khẩu tâm cảnh hư vọng, thật mới lập hư vọng, tâm rơi vào nhị biên, cho nên lập phân biệt, rơi vào nơi có không. Ở nơi cảnh giới tâm, sẽ lìa các cảnh giới, bây giờ chính tâm diệt. Sẽ lìa cảnh giới chấp, gì kia chẳng có không, như cảnh giới tánh nhân, người ngu không thể biết, có diệt trụ cho như người trí tuệ hay biết, như các pháp trụ kia người trí hay biết được, thể pháp không như vậy, do các pháp không tướng. Người ngu si thấy sắc, phân biệt đó là vàng, chẳng phải vàng thấy vàng, như ngoại đạo chấp pháp, không nói ban đầu sinh sau diệt, từ nhân duyên có không, thiết này ta chẳng dạy. Pháp đầu không, pháp không đầu không cuối, không như tướng trụ này, như tướng trụ thế gian, người tà kiến không biết. Pháp quá khứ là có, pháp vị lai chẳng không, pháp hiện tại cũng vậy, không nên nói pháp sinh. Thời chuyển và tướng hành, các đại và căn các căn, hư vọng, chấp trung ấm, nếu chấp không giác ngộ, tất cả Phật thế tôn không nói nhân duyên sinh. Nhân duyên tức thế gian, như thành càng thất bại, chỉ pháp duyên hòa hợp, nên pháp này sinh pháp. Lìa các pháp hòa hợp, không diệt cũng không sinh. Trong gương và trong nước, mắt và bấu mani, nhìn thấy hình trong gương, các hình tượng là không. Như tấu ái trong sóng nước, thấy đủ loại các sắc, tất cả tợ như có, như mộng con thạch nữ. Thừa ta chẳng đại thừa, không tiếng cũng không tên, không đế không giải thoát, không cảnh giới tịch tỉnh. Nhưng pháp đại thừa ta, các tam muội tự tại, được các thân như ý, hoa tự tại trang nghiêm, một thể và khác thể. Trong nhân duyên không pháp, được nói các pháp sinh, đồng nói các pháp diệt. Không sinh không là một, mà sinh không là hai. Không sinh không tối thắng, sinh diệt tức là không, chân như không thực tế, niết bàn cùng pháp nhớ, thân và ý vân vân. Ta nói nhiều pháp khác. Kinh luận và giới luật, phân biệt ngã thanh tịnh, nương danh không nương nghĩa, kia không biết vô ngã, không ngoại đạo, không Phật, vô ngã cũng như vậy. Theo duyên nên có pháp, tại sao không các pháp? Người nào thành tựu pháp, tự nhân duyên nói không, thiết pháp sinh tà kiến, vọng phân biệt có không? Nếu người thấy không sinh, cũng thấy pháp không diệt, người ấy lìa có không, tại thế gian tịch diệt. Chúng sinh phân biệt kiến, sở kiến như sừng thỏ, phân biệt là mê hoặc, như thú ưa sóng nước. Hư vọng phân biệt pháp, thường thấy kia phân biệt không nhân duyên,
không nhân duyên, không nhân không phân biệt, không nước chấp có nước, như thú vọng sanh ái. Ngu si thấy như vậy, bậc thánh không như thế. Thánh nhân thấy thanh tịnh, được đạt được ba giải thoát, lìa các pháp sinh tử, tu hành chỗ tịch tịnh, phương tiện rất an lạc, biết cõi nước vi diệu. Ta nói vì các ông, không vì những tiểu thừa, ba cõi là vô thường, không vô ngã lìa ngã, đồng tướng và biệt tướng. Vì thanh văn ta nói, không chấp tất cả pháp, lìa thế gian độc hành, ta nói quả duyên giác. Chẳng phải cảnh suy lường, phân biệt thật thể ngoài, từ tha lực nơi sinh, thấy tự thân mê hoặc, bấy giờ chuyển các tâm. Thập địa tức sơ địa tức bát địa, cửu địa tức thất địa tức bát địa, nhị địa tức tam địa, tứ địa tức ngũ địa, tam địa tức lục địa, tịch tỉnh không trước sau. Các pháp thường tịch tỉnh tu hành là không pháp, pháp có không bình đẳng, bấy giờ chứng quả thánh. Các pháp không thể tướng, sao đối với pháp vô mà hay nói bình đẳng, tịch tỉnh không phân biệt. Nếu không thấy các tâm pháp động trong và ngoài, bấy giờ các pháp diệt, là thấy tâm bình đẳng. Ngu lưu chuyển vô thủy, ôm giữ chấp các pháp, cùng chuyển theo phàm phu, như dùng đêm bật nêm, nương quán và nhân kia, cùng ý chấp cảnh giới, đương nơi chủng tự thức, đương vào tâm tạo tác, chứng đắc già an trú, tùy chủng loại thân đắc. Già sở đắc trong mộng, có bốn loại loại thần thông. Đắc thần thông trong mộng, cùng với ân chư Phật, chấp chủng loại thân đắc, thần thông ấy không thật. Tâm huân, chủng tự huân, tờ có pháp chuyển sinh, người ngu không trí giác. Nếu nói có pháp sinh, phân biệt với ngoại vật, thành tựu tướng các pháp. Bây giờ, tâm mê muội không thấy, tự mê hoặc, có sao nói về sinh, do đâu nói không thấy. Không chỗ thấy mà thấy, nguyện sinh vì con nói. Đối với những người nào nói pháp nào là có, đối với những người nào nói pháp nào là không. Tâm thể tự thanh tịnh, ý khởi các ô trượt, ý và tất cả thức, hay làm huân chủng tử, xuất thân a lại gia, ý tìm cầu các pháp, ý thức chấp cảnh giới, mới hoặc thấy tham chấp. Từ tâm chỗ thấy pháp, ngoại pháp không ngoại pháp, mê hoặc quán như vậy, thường nhớ nghĩ chân như. Cảnh giới người tu thiền, sự nghiệp lớn của Phật, ba việc không nghĩ bàn, cảnh giới bậc trí tuệ, quá khứ hiện vị lai, niết bàn và hư không. Ta nương tục đế nói, chân đế không danh tự, hai thừa và ngoại đạo, chấp trước nơi tà kiến, mê muội ở trong tâm, phân biệt nơi ngoại pháp. Phật duyên giác Bồ Tát, là hắn thấy chư Phật, tâm Bồ Đề kiên cố và thành tựu trong mộng. Ở đâu và những gì, vì sao và nhân gì, việc làm và ý và nghĩa gì? Nguyện vì con giảng nói, tâm huyện bỏ tịch tỉnh, nói bề đảng có không, mê chấp trật trong tâm, nói có huyện không huyện, tướng sinh diệt tương ưng, tướng sở tướng có không, phân biệt chỉ do ý, và cùng với tâm thức, ảnh tượng bọt nước thảy, từ chủng tử tâm sinh. Nếu tâm cho đến ý, và các thức không sinh, thời đắc thân như ý, cho đến quả vị Phật, các duyên và ấm giới, tự thể tướng pháp này, giả nhân và nhân tâm, như mộng như hoa đốm, thế gian như huyễn mộng, nương tựa kiến chấp thật, cái tướng vốn vụ tương ưng, lìa các nhân quán xét. Nội tâm các thánh nhân thường quán các diệu hạnh, do mê chi quán xét, hiểu thế gian thật có, lìa các pháp lý luận, trí không trụ mê hoặc, các pháp không thực thể, không và thường vô thường, tâm trụ nơi ngu si, mê hoặc nên phân biệt. Người nói các pháp này chẳng phải nói vô sinh. Một hai đối với hai, bỗng nhiên tự tại có, nương bụi trần thù thắng, duy phân biệt thế gian, chủng tự ấy là thức, ý chỉ nhân kia sinh, nương như nương hình bức tranh, biết thật tức là diệt.
Như người thấy nơi huyễn, thấy sinh tử cũng vậy, người ngu si mê ám, buộc và giải thoát sinh, nội tâm và ngoại tại, các pháp và nhân duyên, tu hành quán như vậy, trụ ở nơi tịch tỉnh, trong huân tập không tâm, tâm không cùng huân tập, tướng tâm không sai biệt, huân tập ràng buộc tâm, như huân tập tè kiến, ý từ nơi thất sinh, tâm sáng suốt cũng vậy, nơi huân tập không rõ, như vật chẳng không vật, ta nói hư không vậy, trong thân a lại gia, lìa xa vật có không, ý thức chuyển diệt rồi, tâm lìa xa pháp nhiễm, thì biết tất cả pháp, nên ta nói tâm Phật. Đoạn dứt nơi ba thừa, xa lìa, lìa xa pháp có không, bốn tương ưng thế pháp, các hữu đều như huyễn, tại tướng hai pháp này, bảy địa từ tâm sinh, ngoài ra cũng thành tựu hai địa và vật địa, sắc giới vô sắc giới, dục giới và niết bàn, tất cả cảnh giới tâm, không lìa ở trong thân, nếu thấy các pháp sinh, là pháp mê hoặc sinh, biết tự tâm mê hoặc là các pháp không sinh, thể tướng pháp không sinh, sinh là đấm thế gian, thể các tướng như huyễn, thể tướng pháp như vậy, tự tâm hư vọng chấp, chấp phân biệt các pháp, vì si vô trí nói, ba thừa với nhất thừa, và nói về không thừa, các tánh nhân tịch tỉnh, pháp ta có hai loại, pháp tướng và chấn đắc. Bốn loại tướng quán xét, lập pháp quán tương ưng, thắng hơn hình và tướng, kiến mê hoặc phân biệt, danh tự và hành xứ. Cõi thánh thật thanh tịnh, phân biệt nương phân biệt, đoạn có tướng phân biệt lìa phân biệt, thật thể cảnh giới thánh, thật thường hằng bất biến, tự tánh và thực thể, cho như lìa tâm pháp, sẽ lìa nói phân biệt, nếu không pháp thanh tịnh, cũng không có pháp nhiễm. Do có tâm thanh tịnh mà thấy có pháp nhiễm, cảnh giới thánh thanh tịnh cho nên không thật sự thể tướng các pháp này, cảnh giới của thánh nhân, nhân chuyên sinh thế gian, lìa xa các phân biệt, như huyễn mộng vân vân, thấy pháp đắc giải thoát, huân tập các phiền não, cùng tâm tương ưng sinh, chúng sinh thấy ngoại cảnh, chẳng phải thể tâm pháp, tâm pháp thường thanh tịnh, chẳng phải mê hoặc sinh, mê từ phiền não sinh, cho nên tâm không thấy mê hoặc, tức chân thật chốn kia không đạt đến, không ấm không chốn kia, như thật quán ấm hành, lìa tướng kiến sở kiến, đã thấy pháp hữu vi, thấy tự tâm thế gian, người đó hay lìa tướng, chỉ thấy pháp duy tâm, chứ phân biệt ngoại nghĩa, trụ nơi chân như quán, vượt qua cảnh giới tâm, qua cảnh giới tâm rồi, xa lìa các tịch tỉnh, tu hành rồi tịch tỉnh, hành giả tịch tỉnh trú, không thấy được đại thừa, tự nhiên gọi là gọi tịch tỉnh, nương các nguyện thanh tịnh, trí vô ngã tịch tỉnh, nên quán cảnh giới tâm, cùng quán cảnh giới trí, quán cảnh giới trí tuệ, không mê ở trong tướng. Cảnh giới tâm khổ đế, cảnh giới trí là tập, hai đế và Phật địa là cảnh giới bát nhã, đắc quả và niết bàn, còn với tám thánh đạo, biết rõ tất cả pháp, đắc Phật trí thanh tịnh, nhãn sắc cùng với minh, hư không cùng với cùng tâm ý. Các pháp ấy hòa hợp, thức từ lại gia sinh, thọ hay chấp bị chấp, không danh cũng không sự, không do nhân phân biệt, hoặc chấp nơi giác ngộ, ở trong nghĩa không danh, trong danh nghĩa cũng vậy, do không nhân mà sinh, do phân biệt phân biệt, tất cả pháp không thật, ngôn ngữ cũng như thế, như nghĩa không không không, ngu si thái pháp này. Vọng chấp là thật có, tại kiến nói giả danh, một pháp thành năm loại, thật trí hay xa lìa, năm loại tà pháp này, vượt qua pháp có không, không cảnh giới tu hành, là pháp của ngoại đạo, không mong có tà pháp, cũng không trong thế ngã, do tự biết thường pháp, chỉ từ ngôn ngữ sinh, thật đế không nói hết, là chỉ thấy các pháp, nương thức a lại gia, hay chuyển sinh ý thức, y chỉ nơi tâm ý, thường sinh nơi chuyển thức, nương hư hư vọng thành, cho như là tâm pháp. Như vậy người tu hành hay biết thể tâm tánh, phân biệt thường vô thường, cùng tướng ý cùng với sự, sinh cùng với không sinh, hành giả không nên chấp. Do phân biệt hai pháp, thức từ là gia sinh, một nghĩa hai pháp sinh, không biết pháp như thế, chấp pháp một và hai,
là cảnh giới phàm phu. Người thuyết và không thuyết, không không để thấy tâm, không thấy nơi tự tâm, nên vọng lưới kiến sinh, các nhân duyên không sinh, các căn cũng như vậy, không giới và năm ấm, không tham, không hữu vi, vốn không có tạo nghiệp, không tạo, không hữu vi, không bỏ cũng không buộc, không trói cũng không mở, không vô ký, không vật, không pháp, không phi pháp, không thời, không niết bàn, tệ pháp cũng là không, không Phật, không thật đế, không nhân cũng không qua, không điên đảo, không diệt, không diệt cũng không sinh, 12 chi cũng không, biên cho biên cũng vậy, lìa xa các tà kiến. Cho nên nó duy tâm, nghiệp phiền não và tân, người tạo và quả báo, như thành càng thất bà, sóng nắng, mộng vân vân. Trụ ở trong tâm pháp mà sinh các pháp tướng, trụ ở trong tâm pháp mà thấy nơi đoạn thường, trong niết bàn không ấm, không ngã cũng không tướng, hội nhập chỉ là tâm, giải thoát không chấp tướng. Thấy kia đâu lỗi lầm, các chúng sinh thấy ngoài. Tâm chẳng có chẳng không, do huân tập không hiểu. Trong nhơ không thấy sạch, trong sạch không thấy nhơ, như mây che hư không, bởi vậy tâm không thấy. Tâm hay tạo các nghiệp, ở trong trí phân biệt, tuệ hay quán tịch tỉnh, đắc thể đại hiệu pháp, tâm chuyển theo cảnh giới, trí nương giác quán sinh, tịch tỉnh thắng cảnh giới, tuệ hay ở trong hành hành, tâm ý và ý thức, ở trong tướng phân biệt, đắc thể không phân biệt, hai thừa không chủng tử, tịch tỉnh thắng nhân tướng, trí tuệ Phật thanh tịnh, thường sinh với thắng trí, để liền các hành tướng. Phân biệt có thể phát, pháp tha lực là không, mê hoặc chấp phân biệt, không phân biệt tha lực, không các đại có sắc không các đại, càng các bà mộng huyễn. Thú khác không thích nước, ta có ba loại tuệ, được ý chỉ thánh nhân, tâm sinh từ trong pháp, cho nên không thấy tâm, do duyên thân hiện hữu, chúng sinh huân tập thấy, nương tướng phân biệt kia mà nói về các pháp. Lìa hai thừa tương ân là tuệ pháp tướng hiện, hư vọng chấp lấy pháp, thanh văn thấy nơi pháp, hội nhập chỉ là tâm, lý Như Lai không cấu, hoặc thật và không thật, pháp từ nhân viên sinh. Một hai tà kiến này, rốt cuộc hay chấp trước, tất cả các nhân duyên, như huyễn không có thật. Như vậy tất cả tướng không thể thành phân biệt, nơi nơi tướng phiền não, các phược từ tâm sinh. Không biết pháp phân biệt, tha lực phân biệt này đã có thể phân biệt, tức là pháp tha lực. Tất cả thấy phân biệt, đối tha lực phân biệt, tục đế đệ nhất nghĩa. Thứ ba không nhân sinh. Phân biệt nói tương tục, đoạn tất cảnh giới thánh. Một việc người tu hành do tâm thấy tất cả, tâm thể không ở kia cho nên không, cho nên phân biệt tướng, như người bị nhậm mắt, phân biệt các loại sắc. Không phải sắc phi sắc, như ngu thấy tha lực, như vàng lìa bụi bặm, như nước lìa bùn đục, như hư không lìa mây. Tình phân biệt như vậy, thanh văn có ba hạng, ứng hóa và nguyện sinh, lìa các cấu tham si. Thanh văn từ pháp sinh, Bồ Tát cũng ba hạng, chư Như Lai vô tướng, trong tâm mọi chúng sinh, thái tượng Phật Như Lai. Phân biệt không như vậy, các có thể pháp tha lực, thấy hai thứ có không. Thấy vậy nên phân biệt. Hoặc không phân biệt pháp, theo lực làm sao có. Có sao lìa thể pháp, thật không, thật có thể pháp sinh. Nương tựa nơi phân biệt mà thấy về tha lực. Đương danh tướng hòa hợp mà sinh ra phân biệt. Thường không được thành tựu, sinh phân biệt tha lực. Bấy giờ trí thanh tịnh, thật thể đệ nhất nghĩa, phân biệt có 10 loại, tha lực có 6 loại, cho như là nội thân, cho nên không tướng khác. Năm pháp thật pháp này cùng 3 loại thật tướng. Như vậy người tu hành không hoại pháp chân như hình tượng mây và sao, tựa như thể trăng trời. Các chúng sinh thấy tâm sở kiến huân tập sinh, các đại không tự thể, không đăng kiến sở kiến. Nếu sắc tự đại sinh, các đại sinh các đại, như vậy không sinh đại, trong đại không bốn đại. Nếu quả là bốn đại, do địa,
thủy, hỏa, phong, danh, sắc, thật, bài giả. Huyện sinh tạo như vậy, mộng và càng tác bài. Thứ năm, thu ái nước, xiển đề trong năm loại, các chủng tánh cũng vậy. Năm thừa và phi thừa, niết bàn có 6 loại. Ấm có 24, sắc lại có 8 loại. Phật có 24, Phật tự có 2 loại, pháp môn có 100 loại, thanh văn có 3 loại. Cõi chư Phật có 1, mà Phật cũng có 1, và thất có 3 loại. Tâm suy tư có 4, vô ngã, ngã 6 loại. Cảnh sở trí có 4, xa lìa các nhân chuyên, cũng lìa khỏi tà kiến. Trí nội thân lìa cấu, pháp đại thừa vô thượng, sinh cùng với không sinh, có 8 đến 9 loại. Một thời tuần tự chứng, luật pháp duy nhất này, vô sắc có 8 loại, thiền sai biệt 6 loại. Duyên giác và Phật tử, thường chấp có 7 loại, không có pháp ba đời, thường vô thường cũng vậy. Đạo nghiệp và quả nghiệp, sự việc như trong mộng, xưa nay Phật không sinh, thanh văn cũng như vậy. Tâm lìa nơi sở kiến, cũng thường như pháp huyễn. Thai sinh, chuyển pháp luân, xuất gia và đau xuất, ở trong các cõi nước mà không sinh sở kiến. Hành hóa và chúng sinh, thuyết pháp và niết bàn, biết thật đế cõi nước, trừ pháp nhân duyên sinh. Thế gian các rừng cây, vô ngã, hành ngoại đạo. Thiền thừa A Lại Gia, nói quả không siêu lường, tánh mặt trăng vì sao, các vua Atula, nhà xoa càng tắc bà, do nghiệp mà phát sinh. Thay đổi không nghệ, không thể bàn, lại nương duyên huân tập, đoạn tuyệt các biến chuyển, thời diệt tội phiền não, tất cả các Bồ Tát, hành giả như thập tu, không chứa các vụ báu. Vàng bạc và gió ngựa, trâu dê nô tỳ thảy, lúa gạo cùng ruộng nhà, không nằm giường trạm chạm trổ, không được dùng bùn đất, vàng bạc đồng đỏ trắng, chén bát và đồ dùng. Hành giả tịnh tu hành, tất cả không được chứa, y phục, kiều, xài da, tất cả không được mặc, ca sa khâm bạ la, phân ngựa, cỏ, lá, quả, xanh đỏ bùn đất lỏng, nhuộm hoại thành, hoại màu, sắc trắng. Bùn đá cùng với sắc, ngọc kha và lưu ly, bát như vậy cho chứa. Vừa đủ lượng ma đà, cùng y phục các rộng, cho chứa bảy dao bốn tấc, công như nửa mặt trăng, không được học kỹ thuật. Người như thật tu hành, không buôn bán ở chợ. Nếu cần xa cư sĩ và các ưu bà tắc, thường hộ trì các căn, biết rõ như thật nghĩ, đọc tụng tu la la và học các tỳ ni, không ăn cùng bạch y, người tu hành như vậy. Vô vắng và ngồi mã, trong hang dưới rừng cây, trong cỏ rừng thi la, cho đến ở ngoài đồng, người như thật tu hành, nên ở chỗ như thế. Ba y thường bên mình, không chứa dư tiền của, vì thân cần y phục, mình người đều cho nhận. Đi ra ngoài khất thực, cuộc không nhìn hai bên, nhìn trước đất, thước sau, an bình mà đi thẳng, như ông hút mật hoa, khất thực cũng như vậy. Tỳ kheo đi, chúng tạp loạn trong chúng. Ta vì Phật tự nói, đây là mưu sống ác, hành giả như thật tu, nơi này không được ăn. Vua, thái tử, dương tử, đại thần và trưởng giả, chỉ mong cầu ăn uống, tất cả không được đến. Nhà có tang sinh con, thân thuộc, nhà luyến ái, chúng tỳ kheo tạp loạn, người tu không cùng ăn. Khói, chùa, phòng, không dứt, thường làm các thức ăn, vì người nên làm ra, hành giả không nên ăn. Lìa bà đảng có không, năng kiến và sở kiến, hành giả quán thế gian, lìa xa pháp sinh diệt, tương ưng lực tái muội và thần thông tự tại, nếu không sinh phân biệt, không lâu được như pháp. Theo những bậc tối thắng, trong duyên chớ phân biệt, các nhân duyên họ hợp, hành giả có phân biệt cái thế gian, đều từ huân tập sinh. Hành giả như thật quán, ba cõi như huyễn mộng, do phân biệt ba cõi, do duyên
thân hiện hữu, lìa phi bán có không? Cũng lìa thấy có không? Ăn uống xem như thuốc, thân tâm thường ngay thẳng, nhất tâm chuyên cung kính Phật và các Bồ Tát. Hành giả như thật tu, để biết tướng các luật và các tu đa la, chọn lựa tướng các pháp, năm pháp thể và tâm, tu hành tướng vô ngã, thanh tịnh nội pháp thân, các địa và Phật địa. Như vậy người tu hành trụ nơi hoa sen lớn, chư Phật đại từ bi, tay như ý xóa độc, đi lại trong sáu đường các cõi sinh nhàm chán, phát khởi hạnh như thật, đến trong rừng Thi Đà, thì tướng mặt trời trăng cùng với tướng biển hoa, hư không lửa các thứ, người tu hành thấy pháp, đây các tướng như vậy chấp vào pháp ngoại đạo, cùng thuận đạo thanh văn và cảnh giới duyên giác. Như vậy lìa tất cả trụ ở nơi tịch tỉnh, lúc Phật diệu quang minh ở nơi các cõi nước, so đầu Bồ Tát kia diệu tướng so đầu này, tùy thuận pháp chân như ấy được thân phi diệu, thân thể pháp có không? Lìa xa pháp thường đoạn cho bài pháp có không? Là phân biệt trung đạo, phân biệt không các nhân, không nhân là đoạn kiến, thấy tất cả ngoại pháp, người này diệt trung đạo, không bỏ tướng các pháp. Sợ có tướng diệt mất cho bài pháp có không? Như thế nói trung đạo, chỉ biết ở nội tâm, không diệt nơi ngoại pháp, chỉ hư vọng phân biệt, tức là pháp trung đạo. Duy tâm không sợ kiến, liền nơi tâm không sinh, tức là pháp trung đạo. Ta già chư Phật nói, sinh cùng với không sinh, có vật không vật không, các pháp không tự thể, chứ phân biệt hai pháp, phân biệt là có pháp, ngu si phân, ngu phân biệt giải thoát, không biết tâm phân biệt, lìa hai tướng chấp thủ, biết rõ tự tâm thấy, thời xa lìa nhị kiến, như thật biết xa lìa, không diệt tướng phân biệt, thật biết tâm sở kiến, thời biết phân biệt sinh, không sinh các phân biệt, là chân như liệt tâm, lìa khỏi các ngoại đạo, nếu thấy các pháp sinh, người trí kia chấp giữ, biết bàn mà không diệt, biết pháp này là Phật, ta nói các Phật nói. Nếu thấy các pháp khác là việc ngoại đạo nói, không sinh hiện nơi sinh, không mất thường hiện mất, giống như trăng trong nước, và ức cõi nước thấy, một thân và vô lượng, lửa cháy và mưa rơi, tâm thể không khác, nên nói chỉ là tâm, trong tâm chỉ là tâm, tâm không, tâm mà sinh, các loại sắc hình tướng, chỗ thấy chỉ là tâm, Phật và thân thanh văn, biết chư Phật hết thảy, và vô số sắc thân chỉ nói là nội tâm, vô sắc giới không sắc, sắc giới và địa ngục, sắc hiện là chúng sinh, chỉ là nhân duyên tâm, pháp tam muội như huyễn, mà sinh thân như ý, thập địa tâm tự tại, đắc kia Bồ Tát chuyển, tự tâm phân biệt danh, hỷ luận và dao động, nương thấy nghe sinh biết, ngu si nương tướng biết, tướng là thể ta lực, nó nương danh phân biệt các tướng này, nương tha lực pháp sinh, trí tuệ quán các pháp, không tha lực không tướng, rốt ráo không thành tựu, trí nương đâu phân biệt, hoặc có pháp thành tựu, sẽ lìa pháp có không, sẽ lìa thể có không, hai thể làm sao có, phân biệt hai thể này nên có, phân biệt thấy tất cả, cảnh giới thánh thanh tịnh, phân biệt là vô số, phân biệt là ta lực. Nếu người phân biệt khác rơi vào thuyết ngoại đạo, phân biệt là phân biệt, thấy là nhân thể tướng, phân biệt nói phân biệt, thấy là nhân tướng sinh, là hai thứ phân biệt tức là pháp thành tựu. Còn nước Phật hóa thân nhất thừa và tam thừa, không niết bàn cả thảy, không liền tất cả sinh. Phật 30 sai biệt, mỗi sai biệt có 10, tất cả khí thế gian, nương tâm các chúng sinh, nhân pháp tướng phân biệt, hiện thấy vô số pháp, pháp ấy không vô số, Phật pháp thế gian vậy, Phật pháp là chân thật. Ngoài ra, nương hóa thân, chủng tử các chúng sinh, thấy tất cả tướng Phật, nương mê hoặc buộc tâm, hay sinh các phân biệt, thật không lìa phân biệt và không xa lìa tướng, thật thể và thọ lạc các thân, lặp lại hóa thân tạo các thân. Chúng Phật 36 là thật thể chư Phật, như xanh đỏ và muối, ngọc khe sữa đường phèn, hoa lá quả cả thảy,
như mặt ánh sáng mặt trăng, chẳng một cũng chẳng khác, như sóng lớn trong nước. Bảy thức này cũng thế, cùng hòa hợp với tâm, như biển cả chuyển biến, cho nên sóng dập dồn. Á lại gia cũng vậy, danh thức cũng như vậy, tâm, ý và ý thức phân biệt nghĩa, ngoại tướng, tám tướng không sai biệt, không thấy không chỗ thấy, như sóng nước biển cả, không có tướng sai biệt, các thức đối với tâm. Chuyển biến không biết được, tâm hay tạo các nghiệp, ý hay sinh phân biệt, ý thức hay biết pháp. Năm thức hư vọng thấy, các màu xanh đỏ trắng, thức chúng sinh hiện thấy, tướng sóng nước với pháp. Ta vì ông nói rõ, xanh đỏ trắng các loài, trong sóng nước không thấy, ngu si thấy các tướng, nó là trong tâm chuyển, trong tâm không thể này. Lìa tâm không thể thấy, nếu có nơi sở chấp, thì có nơi năng chấp, do duyên thân hiện hữu, nói tương tờ sóng nước, thức chúng sinh hiện thấy, sóng nước đều như nhau, sóng nước biển nổi dậy, uyển chuyển như nhảy múa. Bản thức chuyển như vậy, tại sao biết không chấp, ngu si không trí tuệ, bản thức như sóng nước, sóng nước chuyển tương đối, cho nên nói thí dụ, như mặt trời xuất hiện, bình đẳng chiếu chúng sinh, như điện sáng Thế Tôn, không vì ngu nói pháp. Trụ đây pháp chân như, sao không nói thật pháp? Nếu nói về thật pháp, trong tâm không thật pháp, như sóng nước trong biển, như hương về như mộng, như cảnh giới tự tâm, đều thấy không tức xong, không cảnh giới chất thời, cho nên thân lấp sinh. Thức hay biết các pháp, ý lại hay phân biệt, năm thức hiện thấy pháp, tịch tỉnh không thư lấp, như họa sĩ ở đời, và học trò học vẽ, ta trụ ở pháp vi diệu, vì thật tu hành nói, vì phân biệt là thật trí nội thân. Ta nói cho Phật tử, không nói cho kẻ ngu, cũng như huyễn khách thảy, sở kiến không như vậy, nói các thứ cũng vậy, nói cũng vậy, không vậy, vì một người nói pháp, không vì người khác nói. Như mỗi người mỗi bệnh, thầy cho thuốc khác nhau, cho Phật vì chúng sinh, tùy tâm nói các pháp, nương chủng tử ngoại pháp, phân biệt thuyết hiện pháp, tâm chấp pháp tha lực, sở chấp là phân biệt, nương nơi chủng tử tâm, quán chấp ngoại cảnh giới. Hai loại chuyển mê hoặc, lại không nhân thứ ba. Dù mê hoặc không sinh, nương pháp nào không sinh, 60-18 pháp, cho nên chỉ nói tâm, tự tâm thấy ngoại pháp, thấy ấy lìa ngã xa ngã, hoặc nhập tâm phân biệt, hay lìa tướng các pháp. Nhưng dạo A lại gia, hay sinh ra các thức, ngu si nhập nội thân, tâm thấy nơi ngoại nhập. Chấp ánh sáng ngôi sao, như trong mộng thế sắc, hữu vi vô vi thường, không phân biệt như vậy, thành huyễn càng tất bà, như cầm thú ưa nước. Không như vậy, thế có, pháp tha lực cũng vậy, ngã các căn hình tướng, tôi nói ba loại tâm, tâm ý và ý thức, xa lìa tướng tâm thể, tâm ý và ý thức. Xa lìa tướng tự thể, tâm ý và ý thức, không ngã không hai thể, năm pháp tự thể tướng là cảnh giới cho Phật. Tự ấy có ba loại, nương vào nhân quân tộc, như loại tơ năm sắc, trên đường thấy đủ màu, hai loại tâm vô ngã, ý già, các thức tướng, năm loại pháp thể tướng, tánh ngã không như vậy, xa lìa tướng các tâm, thức, lìa nơi ý tướng, tướng ý, và các pháp như vậy là cảnh giới của ta. Lìa xa thể các pháp là tánh các Như Lai, nghiệp thân miệng và ý, không tạo pháp trong sạch, tánh Như Lai thanh tịnh. Xa lìa sự tu hành, các thần thông tự tại, xuất tam muội trang nghiêm, các loại ý sinh thân là tánh tịnh Như Lai, biết trong thân lìa cấu, lìa xa tướng các nhân, bát địa và Phật địa là tánh các Như Lai, viễn hành thiện tuệ địa, pháp vân và Phật địa là tánh của Như Lai. Địa xen lẫn ba thừa, nương chúng sinh khác biệt, và vì tướng ngu si, vì nói bảy loại địa, nên Phật thuyết tâm địa, thân miệng ý các chướng, trong thất địa không thế, diệu thân trong bát địa, nước như tướng mộng, nước bọt, bát địa và ngũ địa, học các loại kỹ thuật, tất cả các Phật tử, làm vua trong ba cõi, sinh cùng với không sinh, không, phân không, bất không, thật cùng với không thật, trong tâm không như vậy,
Đây thật, đây không thật, cái phân biệt thật ấy, duy giác và thanh văn, không vì Phật để nói. Có không, có chẳng thật, cũng không có tướng không. Nhĩ danh và thật pháp, trong tâm tất cả không. Nương tục đế có pháp, để nhất nghĩa đều không. Không thật mê hoặc pháp, là các pháp tục đế. Tất cả pháp không pháp, ta nói đều giả danh, ngôn ngữ và thọ dụng, ngu si thấy là thật. Từ nơi pháp ngôn ngữ là thật có cảnh giới, tưởng ngôn ngữ sinh pháp, thấy pháp không như vậy, như lìa tướng tường không vẽ, cũng như bóng lìa hình, bản thức cũng như vậy, như sóng nước không hiện, cũng vậy tâm như huyễn, ý như kẻ lừa đảo, ý cùng với năm thức phân biệt tựa năm sắc, nó tu tập chân pháp, có tập hợp hóa hiện, là nguồn gốc như chư Phật, ngoài ra ứng hóa Phật, tâm mê trong chỗ thấy. Cho thấy trong tâm không, do duyên thân hiện hữu, tức á lại gia hiện, tâm ý và ý thức. Thật thể năm pháp này, hai loại tịnh vô ngã, chư Phật Như Lai nói. Hư vọng biết không cảnh, và thanh văn cũng vậy, là cảnh giới nội tâm. Chư Phật Như Lai thuyết, dài ngắn đối đãi nhau, đây kia đưa nhau sinh, có thể thành không, không có thể thành có. Và phân biệt bụi trần, không phân biệt sắc thể, nó chỉ là nơi tâm, tà kiến không thanh tịnh, trong đây không phân biệt không. Không không cũng như vậy, có không chỉ phân biệt, nó không thể như vậy. Vô số công đức hợp, ngu si phân biệt sắc, mà mỗi vi trần không, cho nên nghĩa không thật. Tự tâm thấy hình tướng, chúng sinh thấy ngoại giới, bên ngoài không chỗ thấy, cho nên nghĩa không thật. Tâm như hoa đốm huyễn, thành càng thác mộng ảo, vòng lửa thú thích nước, không thật người thấy có, thường vô thường và một, hai cùng với không hai. Vô thủy đã trói buộc, ngu si mê phân biệt, ta không nói ba thừa, chỉ nói pháp nhất thừa, vì nhiếp phục chúng sinh cho nên nói nhất thừa, giải thoát có ba loại, cũng nói pháp vô ngã, và đạn trí phiền não, nương giải thoát phân biệt, cũng như cây trong nước, bị sóng đẩy trôi dạt, như thanh văn ngu si về các tướng phiêu bạc, ấy không chỗ cứu cánh, cũng không sinh trở lại, đất tam muội tịch tỉnh, vô lượng kiếp không biết, là định của thanh văn không phải Phật Bồ Tát, lìa các tùy phiền não, từ tập phiền não buộc. Xe lạc cảnh tam muội trú cõi vô lậu kia, như người say ở đời, rượu nhạc dần mới tỉnh, nghĩa xong khi đắc, tệ pháp thân thế tôn, như do lúng bùn sâu, thân lay động đông tây, như vậy say tâm muội thanh văn chìm đắm vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kinh Nhập Lăng Già, quyển chính. Vì đêm có lúc này nghi Phật tịnh độ trên bốn ăn nợ vua của ba đường, nếu khoa thấy ngay được pháp tâm muội thì không bỏ tâm này, sanh về cõi cực lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thích Chân Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.